Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Shin Dino. Và lần này là một bộ sưu tập khủng long khác nữa trong cái set này. Nó là một cái phiên bản Jurassic World Legacy Collection. Ở cái phiên bản này là cái phiên bản là bạn khủng long bạo chúa sẽ gọi là trốn thoát khỏi cái lồng và tấn công cái chiếc xe gọi là Jurassic Park có mã số là 04 nha. Bên trong cái xe này thì sẽ có hai nhân vật. Tuy nhiên trong cái set này chỉ có một nhân vật thôi nha các bạn. Đó là Tim Murphy. Còn người chị thì chưa thấy đâu hết. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau inbox ngay lập tức cái phiên bản Jurassic World Legacy này nha. Mình sẽ cắt cái lớp băng keo ở phía bên ngoài đã trước các bạn. Đây là cái phiên bản Jurassic World Legacy, cái mặt sau của phiên bản này nha. Thì chúng ta có thể thấy Tim Murphy ở đây và Tyrannosaurus Rex vào một chiếc xe. Chiếc xe này có khả năng gọi là bị khủng long bạo chúa đập xuống làm bể kính nha các bạn. Ok, cái phiên bản Legacy này mình thấy khá là hay. Là một fan của Jurassic Park thì chúng ta không thể nào bỏ qua cái set này nha các bạn. Rồi, ok, mình sẽ lấy cái phần đuôi của bạn bạo chúa ra trước nè. Wow, hết sức là đẹp luôn các bạn ơi. Quá ư là đẹp. Rồi, cái đó là chiếc xe. Chiếc xe này cũng đã bị kẹt rồi các bạn ơi. Thì mình cần phải gỡ vô đây nha. À, xoay ngược lại bạn. Rồi, cái xe đầu tiên đó là cái xe Jurassic Park nha các bạn. Kế đến là bạn khủng long của chúng ta. Wow, cho nằm xuống đi các bạn. Có mã số number và mã quét ở dưới chân nè các bạn. Và cuối cùng là nhân vật Tim Murphy. Rồi, mình thấy nó bị kẹt hay sao các bạn. À, có băng keo. Đây là cái mặt nạ nhìn trong bóng đêm nè các bạn. Và nhân vật của mình Tim Murphy. Và đây là các thành phần sau khi mình unbox xong cái hộp này nha các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ lấy cái bạn Tim Murphy cho các bạn xem. Cái phiên bản Tim Murphy này khá là giống với nhân vật ở trong phim luôn các bạn ơi. Và hãy nhìn xem là cái bạn này có thể là có rất là nhiều đốt khớp khác nhau nha. Đó, các cái phiên bản của Jurassic World Master, các nhân vật của chúng ta đều có những cái khớp để chúng ta có thể tạo ra những cái kiểu dáng và những cái bước chạy khá là dữ tợn nè. Rồi, còn đây là một cái gọi là gì đây? Một cái ống nhòm nhìn trong bóng đêm nha các bạn, nhìn xem. Các bạn nào đã xem cái cảnh phim mà gọi là Tim Murphy sử dụng cái ống nhòm trong bóng đêm thì các bạn sẽ biết được là mục đích của cái ống nhòm để làm gì. Đó, nó sẽ che lên đầu như thế này các bạn. Và khi mà đêm tối nhìn xuống ha, thì bạn ấy sẽ núp vào trong một cái vị trí nào đó, sau đó nhìn ra ngoài. Chẳng hạn như là trốn trong cái xe này các bạn. Rồi, nhìn ra ngoài. What? Nè các bạn, nhìn ra ngoài. Cốc cốc cốc. Ok, rồi mình sẽ lấy nhân vật Tim Murphy này ra nha, và cho bạn ấy đứng nhìn bạn bạo chúa một chút xíu đi. Ok, chúng ta sẽ đến với lại cái xe Jurassic Park này có mã số 04 nha các bạn. Rồi, cái xe này khá là giống với lại cái xe hôm qua là cái xe Mercedes nha các bạn. Rồi, cửa ở cái phiên bản này chúng ta có thể mở ra được 4 cái cửa nha các bạn. Rồi, à, Jurassic Park phiên bản này Explorer XLT này các bạn. Rồi, phần bên này cửa mở ra rất là xịn ha. Bánh xe di chuyển khá là ổn áp nha các bạn, và có serial number ở dưới luôn nè. Rồi, phần đầu xe được thiết kế khá là giống với những cái thiết bị gọi là đèn nè và tấm chắn ở phía trước nha các bạn. Rồi, ở đây có một cái đèn chợ sáng nữa nè, logo của Jurassic Park nha. Rồi, ok, mình có thể thấy được các cái thiết bị ở bên trong của cái xe luôn nha. Đó, khá là chi tiết. Rồi, như đã nói lúc nãy thì cái phần đèn nè cũng như cái phần kính ở phía trên nha các bạn thì mình có thể mở ra được nè. Vậy làm sao để mở ra đây? Hãy nhờ bạn khủng long bạo chúa của mình mở ra được không ta? Bam 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 bam, hiểu vậy các bạn. Rồi, chúng ta sẽ có một cái, sẽ cho các bạn khủng long bạo chúa của mình gọi là phá cửa xe nha. Bây giờ mình sẽ cho Tim Murphy vào trong cái ghế sau ngồi trước đi. Thôi, rớt cái nón. Ok, rồi đóng cửa lại. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ gắn cái đuôi cho các bạn khủng long bạo chúa và để cho bạn ấy tấn công cái xe của Tim Murphy ngồi phía bên trong nha. Rồi, kết quả sẽ như thế nào đây? Wow, phiên bản Jurassic Park Legacy. Ủa sao không nghe tiếng âm thanh tách 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 vậy ta?
nhưng mà mình thấy nó không có rút ra được rồi nè. Rồi chắc là nó dính rồi các bạn ơi. Ok đi, rồi xong. Và kết quả là các bạn khủng long bảo chúa này của mình đã thành hình nha. Rồi nhìn xem. Oh man, khá là to lớn các bạn. Thôi phiên bản này chắc cũng phải cỡ 30 cm, khá là giống với các bạn bất hôm qua ha. Rồi bạn nào không biết các bạn bất thì hãy xem lại cái kênh, cái video hôm qua mình đã review nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho cái xe này chạy meo nha. Đó, chạy nhanh thì nhanh luôn. Rồi cuối cùng chạy tới đụng khủng long bảo chúa. Bam, what, có chuyện gì vậy? Khủng long bảo chúa tới. Bam. Phá nó đã phá cổng rào ra các bạn, nó phá cổng rào tới nha. Rồi bây giờ khủng long bảo chúa của mình cũng sẽ có một cái khớp và có cái miệng, có một cái nút ấn ở trên đầu, khá là giống với bạn bất ha. Rồi thể thao tác nè, đầu tiên bây giờ nó sẽ nhìn cái bạn Timothy trước nha. Rồi nó ngửi, có người ở trong này. Rồi bây giờ nó sẽ phá xe các bạn. Rồi đạp lên xe trước nè. Bam bam. Rồi nó ra. Rồi tiếp tục, nó thấy có người trong đây rồi, nó sẽ phá xe các bạn. Bam bam. Đó, các bạn để ý là khi nó phá xe nè thì cái nắp ở trên cái mui xe nó bị ngã xuống, thấy không? Nó khá là giống với cái hiện tượng gọi là cái nắp mui trần của cái xe bị bể các bạn. Đó là cảm giác đó ha. Rồi thao tác nào. Bam. Rồi đưa cái miệng vô cắn nè. Ra. Cắn cái xe các bạn. Đó kiểu vậy các bạn. Còn cái anh bạn nhỏ Timothy của chúng ta ở trong này thì bắt đầu gọi là ở trạng thái gọi là say sẩm mặt mày rồi, khi bị khủng long tấn công các bạn ơi. Oh no. Ra. Rồi cho ngã xe luôn. Rồi xong, kết quả là oh no, cứu con với. Đó các bạn. Đó, đây là cái phân cảnh ở trong cái phim mà gọi là Jurassic Park nha các bạn. Đó, Tim Murphy nè sẽ chui ra ngoài đi. Bây giờ cho bạn ấy thoát ra ngoài đi bạn. Và sau đó là núp sau cái xe, trong khi T-Rex nó đang phá xe. Đó, hiểu vậy bạn. Rồi núp sau cái xe nha. Đó, T-Rex phá xe. Đó, kết quả là cứu con dơi. Hiểu vậy bạn. Đó, cái phiên bản này nó dựa trên cái cốt truyện Jurassic Park nha các bạn, thì các bạn thấy là cái phiên bản được tạo ra nó khá là giống với là trong phim luôn. Và chúng ta có thể chơi nhập vai được cái phiên bản là mình sẽ nhập vai là các bạn khủng long bảo chúa Legacy này, sau đó bạn ấy sẽ phá xe và cho các bạn thêm một viên bỏ chạy. Cứu tôi với, kiểu vậy các bạn. Đó, khá là hay và khá là chất lượng đó các bạn ơi. Là một fan user rất là chúng ta không thể nào bỏ qua được cái phiên bản này ha. Ok la. Rồi, tạm gác cái bạn khủng long Rexy ở trong cái phiên bản này lại một chút xíu, thì chúng ta sẽ có những cái phiên bản khác nữa mà mình đã từng sở hữu, thì mình cũng đem ra so sánh cho các bạn cùng xem ha. Đầu tiên, ta là một bạn khủng long bảo chúa cũng là cái kích cỡ đó, nhưng đó các bạn biết đây là cái phiên bản nào luôn. Là một fan của series nào chắc chắn các bạn sẽ biết được cái phiên bản này là phiên bản nào ha. Rồi nếu bạn không biết có thể search lại cái kênh trên kênh của mình nha, cái video đó ha. Rồi ở dưới đây sẽ có mã quét và series cũng như là logo của các bạn khủng long bảo chúa này của mình, nó khá là tương đồng. Tuy nhiên là hãy nhìn màu sắc đây, màu sắc đã có sự thay đổi một chút xíu nha. Cái phiên bản bên này nó màu nâu cộng với sữa đậm hơn một chút xíu nè. Rồi cái phiên bản Legacy thì các bạn thấy cái màu nó khá là sáng hơn một chút xíu, thấy không? Đó là sự khác biệt là thứ nhất ha. Rồi thêm cái sự khác biệt nữa là cái phiên bản Legacy này thì các bạn thấy là các bạn khủng long ở bên này của mình nó có những cái đốm trắng bông bông nè, khá là độc lạ ha. Đó kiểu vậy các bạn. Là cái phiên bản này là do nó phá xe các bạn ơi, phá xe và trong cái trời mưa bùng lại nó sẽ dính vào trong cái khuôn mặt của các bạn khủng long bảo chúa của chúng ta. Còn ở cái phiên bản này đó, nó không có những cái đốm trắng đó ha, và cái màu sắc nó cũng đã thay đổi cũng như tiêu diệt đi từ từ ha. Đó, khá là xịn sò luôn. Hai cái phiên bản khủng long là hai cái phiên bản độc đáo của mình nè. Ok rồi, cho hai cái bạn này đứng gọi là bạn này, hai bạn này nó khá là giống với các bạn gọi là Asala, Rexy và bạn Đô ha. Rồi Rexy và Đô. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ có thêm một cái phiên bản khác nữa, đừng quên anh bạn bất của chúng ta hôm qua. Bất khủng long xanh lá khủng long xa lánh của chúng ta. Ok là phiên bản bất thì cái mã quát của nó nằm ở trên lưng này, các bạn đã thấy ha. Rồi hôm qua các bạn đã xem thì các bạn đã biết rồi. Rồi
cái phiên bản bức cái đầu nó cũng khá là giống với lại cái phiên bản hôm kia. La. Tuy nhiên cái nút ấn nó khá là nhẹ nhàng nè. Và bất hôm qua đã đi gọi là dí cái ông chú gọi là Dr. Moncon các bạn. Rồi cái ông đó là bỏ chạy rồi trên cái xe Mercedes các bạn. Chạy xúc quần luôn. Ok, mình sẽ cho bạn bất đứng ở phía sau ha. Rồi, cho đứng cao một chút xíu. Đó, vậy là chúng ta đã có ba cái phiên bản khá là gần nhau rồi ha. Rồi, kế đến là phiên bản cuối cùng ở trong cái set này. Cũng là cái kích cỡ nó khá là tương đồng. Tuy nhiên, nó là một cái phiên bản khác của Super Mario Town. Đây là phiên bản Extreme Dam. Cái phiên bản Extreme Dam này cũng khá là độc lạ nha các bạn. Thì, những các bạn nào đã chơi cái dòng của Mario Town rồi các bạn sẽ biết được là cái phiên bản Extreme Dam là cái phiên bản mà gọi là bị chày xước khá là nhiều chỗ. Và đặc biệt là ở phần bụng nè, phần cổ, phần chân hoặc là những cái chỗ khác nữa nha các bạn. Và cái phiên bản Extreme Dam này các bạn có thể thấy là cái bộ phận ở bên trong cơ thể của bạn cũng là bộ chúa của chúng ta. Nó sẽ lộ ra những cái bó cơ nè, những cái vết xước nè, những cái vết chày và những cái màu sắc đỏ đỏ ở trong khá là giống với tương tự với cái màu máu các bạn ha. Rồi, nè, bấm thử ra. Đó. Đó, kiểu vậy các bạn. Ok ha. Thì tất cả hai cái phần bụng này đều có kiểu như là tạo ra cái cảm giác chạy xước được hết ha. Rồi, che giấu nè, chạy xước nè. Rồi, ok. Rồi, tuy nhiên là cái nút ấn ở trên cái đầu của các bạn Rexy này đã bị tiêu diệt đi rồi các bạn ơi. Và thay vào đó là cái nút ấn ở trên lưng nha. Rồi, nhưng mà bạn ấy sẽ sử dụng khớp bằng tay. Đó, nó trở lại cái dòng, nó lại mix giữa cái dòng mà gọi là hồi xưa đó các bạn. Mix với cái dòng mà Hammond Collection ha. Là tức có rất là nhiều khớp. Rồi, ok. Vậy là bốn cái bạn khủng long ở trong cái gọi là cái part này, ở trong cái video này á các bạn, thì có kích cỡ là tương đương với nhau. Tuy nhiên mỗi bạn là mỗi cách chơi và mỗi bạn là ở một cái dòng khác của cái mảng Mattel ha. Rồi, ok. Vậy là bạn thích cái bạn khủng long Legacy nào ở trong cái bộ sưu tập này? Hãy để lại bình luận cho mình biết. Đừng quên ấn like và subscribe cũng như là follow kênh của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.